đi tùm lum. Ở đâu rồi? Bây giờ tới ngã tư thì ông đâm thẳng xuống dưới thì ra chỗ chùa đấy nhá.
Chưa tới chùa đâu, có bên đi đi một ông cứ đi thẳng tới đấy. Có một lối mà chỗ đánh chè nhiều đấy, bên tay trái thì tôi ở bên tay phải, thì chưa. Nhảy nó leo luôn. Sao? Úc mã nhá, xem cái kia chưa? Quả lấy một trượt, vãi đái.